Thể dục luôn, tập thể dục cái tay luôn. Cái này là nếp mình ngâm rồi mình xay ra bột rồi nha các bạn ha. Mà nếu mà xay mà nước mà hơi nhiều á, để cho nó lắng, cái này lắng nước mà mình chắc cái nước trong ra. Cái này còn cái bột luôn nè các bạn nha, này, bột nếp nè, mình đổ ra mình phơi thôi. Gia đình của Hiếu Quỳnh gặp lại các bạn đó ha. Hôm nay mình chia sẻ tiếp về cái bánh cam bánh còng các bạn ha. Hồi xưa thì bán nhiều nhưng giờ ít lắm, mình làm mình ăn thôi chứ giờ cũng có người bán. Bò sớm giờ làm bột nếp rồi đó nha các bạn ha. Rồi bây giờ ký khoai lang nè, này khoai lang nè ha, một ký. Còn đậu xanh của mình nè, mình ngâm rồi nè, 300 gram. Này đường cát nè, đường cát này cũng 300, mà đường chảy thì chỉ có 100 thôi. Pha vô hai thứ này, pha vô. Rồi ở đây còn có mè nè các bạn ha. Chứ đúng ra thì dùng chanh nha các bạn, chứ không phải là dùng thắt đâu nha. À, chanh, trái chanh. Rồi cái này vani thơm thôi. Rồi gia đình mình thực hiện các bạn ha. Rồi, phần đậu xanh này ngâm là 3 tiếng đồng hồ các bạn. Ngâm 3 tiếng đồng hồ nè. Phải gọt vỏ, gọt vỏ cho sạch. Đổ đậu vô cái nồi cơm điện nha các bạn nha, nấu như là mình nấu cơm vậy. Đấy, rồi, rồi khoai lang chặt ra, chặt cho nó dễ chín cái gì trên. Chặt em thớt chặt nha, các bạn nào chặt chặt giống giống tôi đứt đứt tay đáng chịu nha. Nhỏ nhỏ vậy nó dễ chín nha các bạn á. Cho chừng ít nước thôi các bạn, được khoảng nửa lít nè, hơi hơi vậy được rồi. Đó. Rồi nấu miễn chín thôi. Cho nửa muỗng cà phê muối. Xanh này mình trộn lên coi. Rồi để lại nắp lại là 15 phút sau mình canh lại. Khoai lang này ăn luộc làm sao mà miễn mình lấy cái đồ mình trấn á, là đó, nó chín rồi mà nó còn chút xíu nước thôi. Rồi tính ra nãy giờ mình hấp đã 20 phút đó mấy bạn. Chín rồi. Cái này nè, mấy bạn nấu như nấu cơm vậy đó, mình mà nó nhão hơn nấu cơm một xíu. Mấy bạn thấy nè, nó còn nước nhưng mà cái đậu thì nó vẫn là đó, nó mềm rồi. Bây giờ mình sẽ cho là 80 gram đường cát nha mấy bạn. Mình cho nửa muỗng cà phê muối bột. Bắt đầu mình lúc này thì mấy bạn sẽ canh nha. Mình canh và mình sẽ trộn đều lên.
không cần phải xay gì hết, chỉ cần mình trộn đều tay hoài để một lát cho nó khô cái phần nước này luôn. Rồi cái này mấy bạn này tắt bếp. Chín nè, chín mình sơm nhẹ cái là nó bột coi gì nè. Rồi mà nó cũng vừa khô cái rồi. Nước luôn. Rồi cái này là thằng này là luộc mình chín là xong rồi đó. Cái quá trình của đậu xanh lúc này thì mấy bạn nên đứng đây và mình canh, mình khuấy liên hồi nha mấy bạn. Chứ mình bỏ bếp là nó sẽ văng tùm lum hết rồi, nó bị khét ở dưới. Cho ống bên này vô. Ống bên này là để tạo thơm thôi nha mấy bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ khuấy cho nó khô lại một chút nữa. Có muỗng canh dầu ăn vô. Thấy không? Đừng có dính. Cái phần đậu nó cũng mướt hơn. Cho nó bóng luôn. Phần chuẩn bị bột á là 300g bột nếp, 200g bột gạo. Pha lại nhau đó. Pha chung lại nhau luôn nè. Mình nhồi với phơi lan. Bánh là nó phải cực trước. Ăn vô cho nó đừng có dính bột. Xíu dầu vô. Cho nó bóng bột. Cho ăn vô làm nhồi nó thấy bóng bột vậy không? Lớp phần mình là khi mình nhồi xong ha, 45 phút xong cái mình để cho nó nghỉ 30 phút mình cho bột cho nó mịn lại. Hey. Các bạn làm sao để cho nó đều, lấy đầu múc kem nè, múc cho nó dễ nè. Sắp cục như là ra được cục. Làm như cho nó đều đó. Giống kem không bạn? Tay mình nè. Đó. Lắc này như lắc trứng. Sao? Còn ấm lắm, lòng đỏ không gà quá. Xong cái phần nhân rồi, giờ mình tới cái phần bột. Rồi giờ tới cái dùng phần bột ha. Giờ mình lấy cái đồ bát kem nè, bự hơn cái mới nãy. Ấn nó vô. Đó. Một cục. Đều chứ không gì hết. Lớn hơn chứ mỡ lớn. Thank you.
phần chiên bánh rất là quan trọng, các bạn nên lưu ý mình sẽ dùng một cái chảo chống dính và nên thử trước một cái đầu tiên nha. Cái món này các bạn sẽ dùng cái lửa vừa thôi, mình không có để cái dầu nóng quá, nếu nóng quá nó rất bị dễ nở cái bần bột đó ra. Nó có thành đạt hay không á là trong lúc này nè, cái chảo chống dính của mình lý do là mình nó không có bị dính ở dưới đáy chảo. Còn cái phần dầu thì nó sẽ không nóng quá, nếu nóng quá thì nó rất là dễ bung, mấy bạn dặn cái lửa vừa thôi. Mình thử trước một cái. Sau khi một cái mình thấy nó ổn rồi nè, mấy bạn thấy nó ổn rồi nè, mình trở nè. Rồi tiếp theo mình sẽ bỏ lần lượt từ cái vào thôi nha. Nếu mình bỏ một lần một hết luôn đó, nó sẽ bị dính vào nhau. Cho nên mình bỏ một cái khoảng chừng 2 phút sau mình sẽ tiếp theo mình bỏ một cái nữa. Bỏ từ từ rồi. Đó, mấy bạn bỏ từ từ thôi, không có vội để mình bỏ một lần một nhiều là nó sẽ bị dính vào nhau. Rồi xong đó mình sẽ trở nó liền tay, trở cái bánh nó trở lại để không thôi nó bị vàng ở bên dưới. Nè, cái này nó phồng nè. Đó, khi thấy nó phồng mà mình sẽ trở nó lên. Đó. Trở nhẹ tay thôi. Nè, cái nào phồng phồng rồi giờ mình thấy biết hết trơn nè. Cái này chưa nè. Nhớ là lúc đầu mình dặn cái lửa cho nó nhỏ thôi nha. Đó. Đó, thấy rồi. Nó vàng rồi nè mấy bạn, mình lấy cái đũa mình trở thấy cái da của nó cứng và giòn đó, và vàng như gì á là mình gấp ra là vừa rồi. Mà mấy bạn muốn vàng nữa thì mình chiên một xíu nữa thôi, chứ vàng quá là nó sẽ không có đẹp cái bánh. Một khi mà cái dầu mà nó nóng mình chiên lần hai á, nó rất là khó dính hơn, nó dễ hơn cái lần đầu tiên mà mình làm thì nó rất là dễ. Cho nên mình lấy cái đũa nè, cần phải quậy quậy gì là nó tưa ra rồi. Bánh cam, bánh cọc. Hai muỗng nước, 3 muỗng đường. 3 muỗng canh đường. 2 muỗng nước. Muỗng canh này em. Muối vô. Để dằn lại cái độ ngọt đó. Cho chút xíu muối thôi. Lúc mà đường mà nó sôi lên nó kéo chỉ vậy nè. Mình phải để lửa cho thiệt là nhỏ thôi. Cho vô ống mini. Rồi mình cho này vô. Đó. Cái lý do là mình làm cái bánh nó rất là lạc mấy bạn, mình không có nêm gì hết, chỉ có nêm xíu muối thôi cái da bánh đó. Cho nên mình ram đường như gì á, khi thưởng thức là nó vừa. Bạn nào thích ít đường thì mình có thể giảm lượng đường lại. Tiếp theo mình sử dụng 100g đường thốt nốt và 200g đường cát. Mấy bạn có thể, nếu mình yêu thích ít ngọt thì mình có thể cho 100g đường cát thôi cũng được. Xíu nước tiếp theo thì cho xíu nước, đó là 2 muỗng canh nước to ha. Mình thắng mình tự bọt to nè, giờ nào cho nó nhuyễn xuống luôn, cho nó mịn lại luôn. Bọt to ha, giờ làm thành bọt nhuyễn nè. Nó nhuyễn là nó kẹo lên nè. Rồi cho mè vô. Mè mình cho tùy thích thôi, mình muốn đỏ nhiều thì nhiều, ít ít. Không, tại nó kêu cái tiếng giống không có.
Rồi bây giờ là mình mới nấu hoàn thành cái mâm bánh của mình này ha. Bây giờ mình đi thưởng thức thôi. Cái 5.000 nha. Đây, cái bánh cam 5.000. Đó, bánh cam, bánh còng đã hoàn thành. Đây, nguyên cục nhân luôn. Nguyên cục nhân luôn. Đó, béo béo. Nó giòn. Giòn. Ở mẹ không? Ngọt ngọt. Cái da ngoài giòn, còn cái ở trong thì nó dẻo. Ngon. Rồi, tạm biết rồi. Cái có khoai lang, cái hương vị khoai lang trong đây này các bạn ha. Mình ăn là nó thơm thơm lắm. Thơm thơm, rất là tuyệt vời lắm. Cái này là đậu nó béo. Một khoai lang mà nằm ở trong cái bột này nè, nó vừa giòn ngọt cũng vừa béo nữa. Cho nên mình ăn có cảm giác tuyệt vời lắm các bạn. Rồi, mà đây là gia đình mình chia sẻ với các bạn. Cái này giờ ngoài chợ cũng khó bán lắm. Mình bạn mình ăn thôi. Ăn chỗ à. Cái cày ngoài ha. Không có.